Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các hộ dân và các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng ngừa dịch bệnh tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 12, tại huyện Nga Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau một năm thực hiện kế hoạch số 260 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ. Đến nay, Thanh Hóa đã có 200 hecta sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, nhà màng, đã hình thành được 376 chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, mía nguyên liệu, rau quả và thủy sản. Giá trị thu được trên diện tích canh tác tập trung bình quân đạt 120 triệu đồng một hecta, diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt từ 300 triệu đến hơn 2 tỷ đồng một hecta một năm. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thanh Hóa còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của nhiều địa phương. Các đại biểu cho rằng cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền và triển khai để các doanh nghiệp nông dân hưởng thụ các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã để tham gia các chuỗi giá trị, đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có tiềm lực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sáng nay ngày 9 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa 27 tổ chức hội nghị lần thứ 24 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, thảo luận thông qua nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn đạt được kết quả tích cực. Có 33 trên 38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có 26 trên 26 chỉ tiêu tỉnh giao hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 2024, Đảng bộ huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 38 chỉ tiêu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ. Hôm nay ngày 9 tháng 12, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương Thanh Hóa-Bình Định và các tỉnh miền Trung. Tại hội nghị, đại biểu và các doanh nghiệp, doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của hai tỉnh Thanh Hóa, Bình Định, cũng như những cơ chế chính sách, lĩnh vực, dự án hai tỉnh đang tập trung ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư liên quan đến chế biến gia súc, gia cầm, nông lâm sản, thủy sản, sản xuất lắp ráp ô tô, sản xuất phần mềm, năng lượng tái tạo, cảng nước sâu, trung tâm logistics và các dự án bất động sản, du lịch. Các đại biểu đều có chung nhận định Thanh Hóa, Bình Định và các tỉnh miền Trung còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khai thác, trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp hai bên cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phương án đầu tư, áp dụng công nghệ vào sản xuất, cách thức khai thác và phát triển thị trường. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Định cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và sớm được triển khai các hoạt động khảo sát, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Chiều nay ngày 9 tháng 12, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề Kết nối doanh nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hội viên. Tại chương trình, các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa, một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ, giới thiệu những thông tin cơ bản về mô hình hoạt động, tiềm năng cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh, nguồn vốn tín dụng, những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp hiện nay cũng như kinh nghiệm vượt khó. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa hiện có gần 500 doanh nghiệp hội viên. Do tác động bởi dịch bệnh, lạm phát kinh tế nên thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu kết nối thông tin là rất lớn. Sau đó việc tổ chức chương trình cà phê doanh nhân nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi,
nắm bắt những thông tin chủ đề về vấn đề cùng quan tâm, tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng, cùng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa được Trung ương phân bổ hơn 900 tỷ đồng để xây dựng một số công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng thời gian đã ký kết. Đến nay, tất cả các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai thực hiện. Trong đó, các dự án đầu tư trạm y tế xã đã được bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Các dự án còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh là chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Các dự án tu bổ nâng cấp đê điều do mới khởi công từ cuối tháng 11 nên sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Trong quá trình thực hiện các dự án, công tác giải ngân được đẩy nhanh tiến độ với phương châm nhà thầu hoàn tất hồ sơ hoàn công đến đâu, chủ đầu tư giải ngân đến đó. Mặc dù đã rất khẩn trương thực hiện song theo kế hoạch, tiến độ thực hiện về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chậm so với yêu cầu. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện không xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch ở một số địa phương trong cả nước, các hộ dân và các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh cho đàn lợn. Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1,3 triệu con, trong đó khoảng 45% được nuôi tập trung ở các trang trại, 55% nuôi phân tán ở các hộ chăn nuôi. Các trang trại chăn nuôi tập trung đều áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, nguồn nước và tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành thú y. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, do đã có nhiều kinh nghiệm khi trải qua các đợt dịch bệnh, nên các hộ chăn nuôi cũng quan tâm hơn đến việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Thực tế cho thấy, việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học không tốn nhiều chi phí, dễ thực hiện. Các hộ nuôi với quy mô trang trại hay nông hộ đều có thể áp dụng để ngăn ngừa dịch bệnh, nên ngày càng được nhiều người chăn nuôi áp dụng. Hiện đang là thời gian cao điểm chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Song đây cũng là lúc mà thời tiết rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh. Do vậy, người chăn nuôi cần theo dõi sát tình hình, thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra do dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm đang được các xã phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nỗ lực triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn về nguồn kinh phí, xây dựng đô thị văn minh đòi hỏi sự đồng thuận cao và sự góp sức của người dân. Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hiệu quả, đi đầu trong việc chỉnh trang đô thị và cảnh quan môi trường. Trước đây, con ngõ dài 180m với 80 hộ sinh sống này, chỉ rộng hơn 2m, đường gồ ghề xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Tháng 9 năm nay, chính quyền địa phương và ban cán sự phố đã vận động người dân đóng góp để cải tạo nâng cấp tuyến đường. Thấy được lợi ích, các hộ dân tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí, mở rộng đường lên hơn 4m và thảm nhựa sạch đẹp. Cấp ủy đưa ra họp và đã đưa ra nghị quyết và ban liên cán cùng với dân chúng tôi họp 2 tối liền để đề nghị bà con nhân dân chúng ta hưởng ứng cái cuộc vận động người dân thành phố Thanh Hóa nói lời làm việc tốt. Xác định xây dựng đô thị văn minh phải bắt đầu từ việc đầu tư kết cấu hạ tầng. Trong điều kiện kinh phí có hạn, sự đồng thuận đóng góp của nhân dân là rất quan trọng. Cấp ủy chính quyền phường Lam Sơn đã có kế hoạch cụ thể xin ý kiến nhân dân. Việc thực hiện đảm bảo công khai minh bạch. Chỉ trong năm 2023, 4 trên 12 phố trên địa bàn phường đã xây dựng khuôn viên văn hóa thể dục thể thao. 4 tuyến đường được thảm nhựa hoặc đổ bê tông với sự đóng góp của cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân. Sự công khai, minh bạch, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân chính là cơ sở quan trọng để phường Lam Sơn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh. Đây không chỉ là động lực để địa phương phát triển, mà mỗi người dân cũng được hưởng thành quả từ những đóng góp của mình. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.